Quý vị và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của cặp loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa Anechavoy EV model 1202 monitor. Đây là một trong những cặp loa được thiết kế cho các phòng thu âm, được gọi là loa kiểm âm phòng thu studio monitor đến từ Mỹ. Với cấu hình được trang bị bát súp 30 từ lớn tới 20 và quả kèn gang trên cặp Anechavoy EV mà chúng ta đang được ngắm nhìn trước máy quay với model FM1202 đến từ Mỹ với chất âm của giới xanh nghe. Có lẽ rằng khi mà chúng ta thưởng thức những đoạn nhạc tiếp theo thì quý vị sẽ thấy được rõ câu trả lời cho cặp loa còn mới và đẹp xuất sắc khá là ít ở thị trường trong nước. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo và chúng ta sau đó cùng ngắm nhìn lại cấu hình của cặp loa rất là tuyệt vời này. Tôi đang mở tín hiệu từ trên TV xuống, bị chờ trong giờ nát và chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo. Đến từ Mỹ cho cặp loa EV Anechavoy model 1202 đến từ Mỹ và anh em cùng ngắm nhìn chi tiết trước máy quay với tuyệt phẩm loa còn mới và đẹp xuất sắc, được trang bị với phần thùng gỗ và phủ composite siêu bền trên cặp loa EV Anechavoy 1202 đến từ USA, sở hữu với phần thùng loa cao 65 cm, ngang 35 và sâu tới 39, trọng lượng nặng vào khoảng 60 kg, với công suất trung bình ở mức 600W trên trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tới 151 dB. Hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình. Ở đây thì chúng ta đang được thấy, tôi đang mở tín hiệu từ trên TV và chất âm của nó là bản chất là những dòng loa kiểm âm phòng thu được thiết kế thể hiện rất là chi tiết cho các phòng thu âm từ lời hát cho tới tiếng nhạc cụ. Và với cấu hình của cặp EV Anechavoy trước máy quay thì chúng ta thấy được rằng nó được thiết kế với một quả bát với đường kính miệng của nó 30, sở hữu gân vải lụa tẩm dầu, và đây là một trong những quả bát cực khủng, nó có trọng lượng nặng vào khoảng tầm 10 kg cho một quả bát với từ lớn tới 20, ống hơi thở về mặt trước, mang lại cho uy lực rất là mạnh, mặc dù rằng đây là dòng loa kiểm âm. Đó, một quả bát nặng tới khoảng 10 kg, từ 20, thậm chí tới trên 20 cm. Phần bên trên là một quả kèn gang. Ở đây chúng ta thấy rằng nó được trang bị một quả kèn gang rất là gấu. Đó, cái thành của nó cao hẳn ra khoảng tầm tới khoảng 2 cm. Rất đẹp ạ. Sở hữu cụ từ khá là lớn cho cặp EV đến từ Mỹ. Chúng ta thấy được rằng những cặp loa kiểm âm phòng thu thì bao giờ nó cũng thể hiện rất là chi tiết, và đây cũng là những cặp loa sở hữu chất âm vừa nghe nhạc và chúng ta karaoke chuyên nghiệp.
lời hát của nó cực kỳ là tuyệt vời. Chúng ta cùng ngắm nhìn tiếp theo phía sau lưng. EV1202 đến từ USA, hàng nội đến từ Mỹ, với hai jack nêu trích, một jack in và một jack out. Chúng ta có thể cắm nai qua một cặp loa khác. Phần thông số thì tôi đã lêu rồi, nó còn rất là mới và rất là đẹp. Công suất 600W cho cả đôi, độ nhạy 101 dB. Trong phân khúc của những cặp loa 2 trong 1 thì vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Ở đây tôi đang phối ghép với đẩy, gồm con đẩy ETC3250A cũng như là con vang số Beyer S9900. Chúng ta cùng ngắm nhìn chi tiết. Đó, vang số này thì nó là nổi tiếng của Beyer rồi. Tôi đã giới thiệu rất là nhiều. Tích hợp đầy đủ các tính năng ăn chơi từ giải mã cổng quang này, cho tới Bluetooth này, cho tới cắm USB này. Rất là nhiều những tính năng ăn chơi. Và phần bên trên là bộ mic Beyer model BS9100 nổi tiếng. Đàn anh của các dòng đầu 5, đầu 6 và đầu 7, nên tới đầu 9 thì nó là dòng cao cấp. Đó, phần trên cùng là con DAC668 vừa giải mã vừa nâng tiếng. Nguyên một bộ cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Quay trở lại với cặp loa EV đến từ Mỹ, chúng ta thấy được rằng một trong những cặp loa sở hữu bass 30 có cấu hình cực khủng từ lớn tới 20 cm. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng từ của nó lớn tới bằng 2/3 của mặt loa. Công suất 600W, độ nhạy cao, chơi các thể loại nhạc rất là tuyệt vời. Và karaoke thì đây là những cặp loa cho lời hát miễn bản. Quý vị nào đang thưởng thức chiếc máy quay thì chúng ta có thể mang tai phone lại để quý vị sẽ thấy được rằng nó thể hiện rất là tuyệt vời. Và với phân khúc tầm tiền thì ở ngưỡng những cặp loa bốt nhỏ bé như 301 series 3 thôi. Quý vị thấy được rằng cặp loa này nó sở hữu phân khúc tầm tiền khá là hợp lý đó, hoặc hơn cặp B3 của Tàu Khựa vài triệu thôi. Cứ loa xịn mà chơi, muôn thuở thì không bao giờ là mất giá. Và đẳng cấp cũng như là chất âm thì nó đã rõ rồi, từ Cù Châu cũng đã biết tới. Chúng ta sẽ lựa chọn gì thì tôi đã giới thiệu rất là kỹ về phần thông số, quý vị đã thấy rõ là câu trả lời. Mời quý vị cùng thưởng thức tiếp theo những giai điệu nhạc quen thuộc mà tôi từng test trên kênh, với chất âm và đẳng cấp của dòng loa đến từ Mỹ, loa kiểm âm phòng thu. Chúng ta sẽ thấy được giá trị đích thực trên cặp loa này. Bonedo của nó rất là tuyệt vời. Đó, chúng ta cùng thưởng thức. Tôi sẽ mở lại từ đầu bản nhạc này mà tôi hay từng test trên kênh. Quý vị sẽ thấy được rằng chi tiết và ngọt ngào đến từng nốt nhạc.